Giới thiệu các bạn, đây là dược mai xù nha các bạn. Bình thường các cây mai dảo rất là nhiều, nhưng mà dược mai xù thì rất là hiếm nha các bạn. Đây là cái dược mai xù mà một chủ nhà vườn ở miền Tây rất là tâm huyết sưu tập. Cả vườn này toàn là mai xù không, gốc rất là đẹp. Thì bữa nay mình giới thiệu các bạn về một số loại cây mai xù mà dân miền Tây hay chơi. Cây mai xù thì nó có ba loại, cái loại xù xù mãn, xù chảy với xù cục. Thì cái này là cái xù mãn, nó bong ra từng lớp có mãn. Thì cây mai xù rất là hiếm các bạn, nó thường xuất hiện ở Vĩnh Thuận, khu Cà Mau, Vĩnh Thuận, An Biên với lại U Minh Thượng nữa. Khu vực đó thổ nhưỡng nó tạo ra nhiều cây mai xù hơn các khu vực khác nhiều. Các loại mai dảo thì rất là nhiều, cái dáng như vậy mai dảo nhiều, nhưng mà mai xù tìm được cái dáng này là rất là hiếm nha các bạn, rất là đẹp. Này xù mãn các bạn, xù chảy nè, gốc này gốc xù chảy. Cái giá trị của cây mai xù cao gấp chục lần cây mai dảo các bạn, tại vì nó rất là hiếm. Xù cục này các bạn, nó có từng cục vậy nè. Thì mai xù thì có giá trị hơn là mai dạo bình thường. Ở đây toàn là gốc xù nè. Đây
này cái này sù cục nhìn rất là rõ, có từng cục từng cục như này. Thì gốc sù cục thì người ta chơi chơi gốc, chủ là chơi gốc, còn cái loại khác thì nó chơi chơi bông nữa, chơi bông rồi cũng cũng có chơi kiểu mạng này nọ, cục thì chơi gốc thì đẹp hay như bonsai luôn các bạn. Này tàn quá đẹp. Cây này là sù hách các bạn, này sù mãn. Gốc này dạng rất là đẹp. Người ta nghệ nhân người ta đưa xuống gốc này, lấy gốc này gì nó mới đẹp này. Nhưng mà trồng mà lên tới này thì hết đẹp rồi, lấy luôn gốc ở dưới. Gốc này đẹp quá. Đẹp nha. Hai góc kia cũng rất là đẹp nha các bạn. Này nhỏ nhưng mà nó có cái dáng. Này đang dưỡng lên lá non rồi nè. Lên cục cục muối này mãn, người ta cắt lên cục luôn. Cắt này cũng đẹp các bạn. Đẹp ghê. Cái này như là cái bonsai nha các bạn. Gốc mai nghệ nhân người ta chế tác thật như là một cây bonsai. Ở thân thân thì rất là lớn, nó tỉa ra càng nhỏ. Vườn mai này là hoàn toàn là mai sù hết á. Đây là những cây mai sù con. Chủ ở đây người ta cũng mua sưu tầm sù con như là thấp hơn, nhưng mà để lâu nó lớn thì nó giá trị cao. Còn mùa lớn liền thì có nhưng mà nó mắc hơn. Cái này sù cục, à cái này sù chảy, sù chảy này nhìn rõ luôn. Dạng đẹp quá. Cái gốc này gốc sù hết này, sù ít này giống như giảo vậy đó. Sù sù này nhìn sù gọn. Ở đây có cây này đẹp, mấy gọn
lớn lắm. Cái này ai có nhà nào có điện thoại rồi đây mình không nhà để đưa ra điện thoại này. Này thì dạng sổ bonsai luôn, nó quằn xuống như là nó quằn xuống như là bớt cho đẹp không? Này ra bông đẹp lắm, dáng này hiếm, dáng kiểu này hiếm. Đây có cái dáng quằn xuống đẹp quá, nhưng mà nó là quằn xuống nhưng mà xù nó độc quyền. Dán này dữ nè. Giường này rất là giá trị, toàn là mây xù không.